Ngày xưa đến giờ là mọi người đều biết đến anh Đàm Vĩnh Hưng với danh xưng là ông Hoàng Nhạc. Thôi mà. Ngày xưa. Ngày xưa. Bây giờ là tới gì rồi ạ? Ngày xưa, bây giờ thì anh sẽ đổi sang một cái gọi là cái vai trò mới, một cái danh xưng mới thì sao? Tại biết đâu được. Anh chỉ muốn được là thật sự luôn, mỗi lần giới thiệu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng anh cảm thấy vui lắm rồi. Bọn ông Hoàng thì anh thấy mắc cười lắm. Mặc dù là cái đó là cái cách người ta để chọn lựa để câu chữ nói cho nó thú vị, là nó nặng chất lượng hơn trong câu nói người ta thôi. Nếu còn mà ký hiệu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là anh thấy rất vui rồi. À, mặc dù chữ ông Hoàng Nhạc Việt là báo chí cũng phong tặng rồi. Đấy. Trong giới phong tặng anh có biết khỉ gió gì đâu mà cũng bị chửi. Đó. Nói là tự xưng tự bá này kia các kiểu. Nhưng mà làm sao mà tự xưng được? Không thể dĩ nào. Dĩ nhiên. Làm sao mà có thể cái tự xưng của anh duy nhất là gì biết không? Là Mr. Đàm. Dạ. Anh Huỳnh Phúc Điền nó còn sống cũng nói là anh công nhận Hưng hay. Hưng đã PR cái chữ Mr. Đàm là quá hay. Ừ. Tới giờ phút này ở Việt Nam đâu có Mr. nào đâu. Dạ. Yeah. Không? Chính xác ạ. Yeah. Và có ví dụ là nếu mà có quý vị khán giả mà người ta nhìn với góc nhìn gọi là hơi chưa đồng ý lắm với cái danh xưng đó nha. Có thể là bên ngoài báo chí hay là ở đâu đó khi mà mọi người tự đưa cái thông tin đó lên. Thì mọi người nói là ở lúc đấy thì thấy anh Đàm Vĩnh Hưng là một chút có thể là hơi có một chút gì đó gọi là tự cao tự đại về bản thân, thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Em ơi, làm cái nghề của anh là phải chấp nhận rất nhiều những thứ sóng gió, những thứ lời ra tiếng vào, ý kiến 100 người đứng trước mặt em là có 200 suy nghĩ trong đầu họ đấy, không phải 100 đâu. Cho nên mình đừng có quá bị nặng nề cái sống mà hôm nay vì người này, ngày mai vì nhóm người kia nói nọ, hôm nay người ta khen cũng là sống theo kiểu khen, người ta chê tí xíu cái lời tổn thương là giải đặt chết cũng có. Trời ơi, cả xã hội lên tiếng thì phải coi lại con người mình. Vâng, thưa quý vị khán giả nha, đây là truyền tải một câu của quý vị khán giả tiếp theo này, sang một góc nhìn mới của quý vị khán giả. Nhẹ nhẹ nha anh Đàm Vĩnh Hưng. Có những người họ rất là thích cái giọng hát của anh, họ say sưa với giọng hát của anh, thì họ nói đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về bolero qua giọng hát của anh. Yeah. Còn có những người không thích về giọng hát của anh ấy, thì họ lại nói là đây là một trong những thể loại nhạc mà anh Hưng hát rất là bình dân. Ừ. Thì anh nghĩ sao về cái câu nói này? Yeah. Bản thân bolero xuất thân từ bình dân mà. Ừ. Người bình dân họ yêu nhiều lắm và Hưng thích bình dân hơn. Yeah. Hưng thích số đông hơn, không có thiên hướng chọn về số ít. Hưng thích cái gì đám đông và nhiều người gần gũi càng tốt. Để hát được bình dân, để thuyết phục được khán giả bình dân khó lắm. Yeah. Khó lắm. À, Hưng xác nhận mình là ca sĩ thị trường mà. Hưng là một cái chợ, một món hàng thôi. Hưng không có, Hưng nói thiệt, Hưng là món hàng. Rất nhiều món hàng được bày ra, chúng tôi là món hàng, tất cả món hàng hết. Đó. Có người thích cái sản phẩm nó cao cấp này thì lựa chọn sản phẩm đó. Có người thích cái đồ tiêu dùng bình dân thì người ta chọn bình dân. Hưng thích được làm món hàng bình dân, làm bạn trong nhiều gia đình. Yeah. Hơn là những cái nơi trưng cất những cái món đồ xa xỉ cao cấp mà lâu lâu mới ngó tới. Cái sự bình dân của mình á, Hưng nghĩ tới rồi, nghĩ nhiều lắm. Lúc mình không còn nổi tiếng mình sống như thế nào đây? Mình có dễ sống không? Cuộc sống nó không còn như xưa, là mình không kiếm được nhiều tiền nữa, mình có còn xa xỉ được nữa hay không? Cái lựa chọn cuộc sống bình dân, ăn uống thoải mái, không bị áp lực gì hết, nó cho mình có sự thoải mái, mình chọn cái nào giờ? À, thì Hưng chọn cái sự thoải mái nhất. Ít ra mình còn trung thực với bản thân mình, mình còn chân thành với bản thân mình thì sướng. Mình muốn ăn một cái miếng ăn đu hủ dọc đường thôi, nhỏ đi sáu nè, tao ăn đu hủ lạnh ngoài đường đó, quá dừng lại bắt vô cái ghế ngựa ngồi ăn, trời cảm giác nó đã gì đâu luôn á, cảm giác nó rất là gần gũi cuộc sống với mọi người. Mình không có tự áp lực cho mình phải ngồi nơi sang thì sang nha, ăn phải trời ơi các kiểu nè, thẳng người lên dít miếng ngựa hả miệng lớn ra mình nhai 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 kiểu mà không được hả miệng đó. Trời ơi sao nó mệt dữ vậy hả? Hả? Trong khi mình đang sống mà, sống cho mình mà, tại sao mình sống cho người khác dữ vậy trời? Đó. Nên là Hưng thấy cái sự dễ sống, cái sự gần gũi nó luôn luôn kiếm được số nhiều và người ta thương nhiều hơn. Vâng. Dạ. Với style này em nghĩ là những ai mà chưa gặp anh Hưng ở ngoài đời có thể nghĩ là anh Hưng là một người định vị rất là cao. Thôi. Và nhưng khi đã gặp thì sẽ cảm được sự gần gũi và sẽ yêu mến anh Hưng. Hưng bị cái đó đó. Hưng bị cái nhiều người cứ thấy là Hưng áo này quần nọ là xe còn cái trời ơi Hưng là siêu gần gũi luôn á. Người nào mà không thích Hưng là chắc là không thích được ai đâu. Hưng rất là dễ chịu, rất gần gũi và biết sống biết điều. Đó. Còn cái sự suy nghĩ của những người này không thích mình, người kia không thích mình, ca sĩ nào cũng gặp hết chứ không phải mình Hưng. Đó. Mình làm sao vừa lòng hết được cả mấy chục triệu, 100 triệu dân được, không có bao giờ được. Vừa nãy anh có nói với em cái câu hỏi ấy, mà anh đặt trong đầu là nếu mà mình không nổi tiếng nữa thì mình sẽ như thế nào? Đúng rồi. Và khán giả không còn yêu mình nữa
thì lúc đấy anh nghĩ là anh có bị chạnh lòng không? Không yêu thì cũng không phải, mà nó bớt yêu đó. Cái tình yêu đó sẽ có những nhân tố khác thay thế đó. Ngưỡng mộ thì có đó, nhưng mình để háo hức để chờ đợi đi tìm nữa, nó sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Cái điều đương nhiên sẽ xảy ra, mình phải hiểu thầy giáo già con hát trẻ là con muốn đời không bao giờ mất đi. Cái ngưỡng mộ tình yêu sẽ có những người sẽ chung thủy, nhưng mà để mà đòi hết người ta 100% để yêu mình hoài á, không có. Mình già đi, mình sẽ xấu đi một xíu, mình sẽ hát yếu đi, mình sẽ không còn xuất hiện cập rập nhiều nữa, mình sẽ có đời sống với gia đình mình riêng tư, mình không còn thuộc về họ nữa. Nó sẽ mất đi cái tình yêu có chứ. Thì mình cũng phải nên tự tập cái sự đón nhận nó đi là vừa đó. Bằng cách là Hưng cũng thử xem những cái đêm diễn mà nó không đông khách 100% á, thì cái bộ tay nó nhỏ như thế nào. Có những buổi mình diễn không phải như phòng trà khách riêng của mình, mà diễn giữa đám đông của rất nhiều khán giả của ca sĩ khác, thì cái bộ tay nó dành cho được chia đều ra rất mọi người, mọi nơi đó. Thì mình tự tập cảm giác đó ra sao. Dạ, dĩ nhiên ai yêu thương mình một ngày lạnh nhạt cũng chạnh lòng chứ, rất chạnh lòng. Chính vì điều đó, Hưng đã làm rất nhiều cách khác nhau để có thể ở lại lâu rất lâu trong lòng công chúng. Em có thể quan sát cả cái showbiz này để có thể ở lại cái vị trí này nó gần 20 năm thì hơi bị hiếm. Chỉ có anh với Tâm và một vài em nữa là có thể trụ được. Chứ còn thấy 6-7 năm là họ vội vã lựa chọn cuộc sống với gia đình, với con cái, rồi có show thì hát, không có show thì thôi. Còn Hưng không chịu được kiểu đó. Đó, cho nên Hưng làm đủ thứ hết trơn á. Từ nhạc trẻ, nhạc xưa các kiểu, Hưng đã dọn sẵn tất cả những bài đáp cho mình đó, để mình có thể có khán giả thêm lâu hơn nữa. Nghĩa là anh không chịu được điều đó, thế nên là từ Bolero đã mang đến tên tuổi và chỗ đứng của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và từ đây anh sẽ gọi là chuyển hướng làm sao để cho trending và tiếp cận được với Gen Z. Yes, đó là một điều rất rõ ràng luôn nha. Mọi người có thể kiểm chứng, chỉ cần lên Google hoặc YouTube gõ Lâu Đài Tình Ái Đàm Vĩnh Hưng, xong bấm vào nghe và sẽ thấy những cái clip mà Hưng hát với khán giả trẻ đó. Nguyên một trường đại học, 2000 sinh viên hát hết. Rồi những hát, những buổi mà giao lưu với em nhỏ nè, nó hát trơn luôn. Nhạc xưa là do mình biết cách kể chuyện theo cách mới, chứ không phải đem cách lạng lách cũ của kiểu xưa đó mình hát, tụi nó không nghe. Cả hòa âm cũng vậy nữa, mình phải hòa âm theo kiểu đồ chơi mới, lo-fi, trẻ trung, và hát kiểu nhẹ nhàng, hát kiểu Gen Z. Đó, chứ mình hát kiểu lạng lách mà hát nặng nề, làm drama một cả một bài hát. Cho nên là chính vì cái album vừa rồi Hưng hát hoàn toàn mới, cộng với khách mời mới đó, các bạn trẻ, thì là chiếm được cảm tình của khán giả trẻ quá quá nhiều luôn. Hưng xin được nói ngắn gọn thôi, tại sao Hưng chọn cái cách mới này đó. Nó có lý do hết quý vị ạ. Hưng vẫn hát hàng đêm ở phòng trà với cách hát cũ để phục vụ khán giả xưa của mình. Và trong album này cũng có cách hát cũ của Bolero, cách hòa âm, cách hát cũ để phục vụ khán giả xưa. Tuy nhiên, với những khán giả ngày xưa của Hưng đó, để mà họ có thể có nhóm này, nhóm kia, tụm 3, tụm 5 để cùng mở một cái CD lên nghe cùng nhau đó, quá lâu rồi. Và bây giờ họ là ai? Họ là những ông này bà kia, ông chủ bà chủ, điều hành rất nhiều những cái lực lượng công nhân và nhân viên dưới trướng của họ. Họ không còn thời gian để làm cái việc đó, để mà truyền tải cái giọng hát của mình, bài hát của mình nó đi xa hơn. Công việc đó bây giờ là con họ, cháu họ làm. Mà mình đưa cho tụi nhỏ nó nghe những cái kiểu cũ của bố mẹ đó, nó không nghe, hỏi luôn. Mình phải có cách đó, mình phải lợi dụng rất nhiều những cái chiều hướng khác nhau để mình bắt buộc nó phải tò mò, nó phải kích thích và nó nghe. Ít nhất là cách hát phải tìm được gần gũi cho nó. Chứ hát nặng nề, ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt, là nó không nghe luôn, khỏi luôn. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, là cha mẹ nó nghe, ông bà nó nghe. Còn em ơi lâu đài tình ái đó, nó phải tưng nhảy và nó chiêu chiêu thì nó sẽ vô tụi nó luôn. Đó. Anh Hưng ơi, em giận anh luôn. Anh biết tại sao? Anh là một trong những ca sĩ mà em thấy là chiều fan và chiều khán giả nhất luôn đấy. Là cái cốt lõi của anh ấy là gì? Ủa, tôi là thế mạnh là Bolero mà. Mà bây giờ tôi chấp nhận 50 năm, 19 năm tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này, mà bây giờ tôi thay đổi sang một cái mới để tiếp cận và sống lâu hơn ở trong khán giả. Em biết không, khi mà Hưng tiếp cận về đem cái mới đó, là khán giả xưa họ được có thêm một cơ hội thưởng thức đồ mới. Đúng không? Chứ mà họ cứ nghe cũ hoài, ôi trời ơi đã như vậy rồi, không có gì mới nữa hết. Họ chỉ tiếp tục nhận đĩa về, mua đĩa về và nghe
một cách nó hờ hững, hoặc là trong xe đi công tác rồi, hoặc là đi lúc mà giải lao tắm rửa trong nhà đó, mở lên nghe xíu này thôi. Còn để truyền tải đẩy mình đi xa hơn nữa là không có công việc họ bận lắm rồi không làm nữa, mà các em trẻ sẽ làm đó. Cái sự chia sẻ hoặc là lan tỏa là mấy em nhỏ này, em trẻ đó, Gen Z họ làm em ạ. Chính vì điều đó cho nên là bắt buộc phải có cái sự lựa chọn 50-50 cho mình đó, để có thể tiếp cận được. Người mới cũng nghe được đồ cũ, người cũ nghe được đồ mới, cho nên là nó đủ trả lời để cho người ta thấy rằng là nếu mà anh là một cái người đó bị nghi hoặc là không có mang lại một cái gì cho cái dòng nhạc này hết, thì làm gì có những live show để lại những thành công mà lúc nào cũng đầy kín rạp vậy, số lượng bán vé đầy rạp vậy, và báo chí phải nhắc nhở tên anh và những người xưa tiền bối phải nói rằng là cảm ơn anh là người đã có công mang Bolero sống lại. Điều đó đã minh chứng một cách rõ ràng là cả cái showbiz Việt Nam này đã đều phải cuốn theo thần tượng Bolero, solo Bolero, duyên dáng Bolero, song ca Bolero, và solo của Bolero, cái thứ gì của Bolero cả 2-3 năm trời dài như vậy. Đúng đó. Rõ ràng giá trị là của anh mang lại đóng góp vào đây rất là nhiều cho dòng nhạc Bolero. Đây, đơn giản thôi. Em nghĩ làm sao có những ca sĩ đại ngôi sao nhạc trẻ mà cũng làm album Bolero. Em tự kiểm chứng đi, anh không nói tên ra thôi. Đó. Đúng không? Đó. Có những cái mà những năm mà nó cao trào khủng khiếp mà nhạc trẻ cũng phải đi lên đường luôn á em à. Vâng. Thế 2 năm đó là nhạc trẻ bị đứng hình luôn. Đứng hình mà người ta bị hơi bị phân tâm luôn á. Họ phải lao vào họ làm nhạc album Bolero luôn mà. Vâng. Nó mạnh tới mức đó luôn á, đó là sự thật. Và Hưng cũng đánh giá được cái sự thoái trào. Cho nên Hưng cứ chọn lựa chọn cái live show cuối cùng là vậy đó. Vâng. Có lý do. Cái mà em nghĩ cảm xúc lúc đầu khi mà anh thử một cái bài hát với cái giai điệu mới, một cái ca từ mới, chắc hẳn là trong lòng anh có nhiều bứt rứt lắm. Dạ, khó chịu lắm chứ. Đó. Và anh gặp một số những đại ngôi sao cùng trang lứa với anh á. Trời ơi, nó rầm rầm rì rì, nó rỉ rả la mắng mà nó khó chịu với cái ca sĩ trẻ bây giờ nhiều lắm. Rồi, anh coi đi. Hát kiểu đấy làm sao hát được mà số 1 thì cái mình cũng chỉ biết cười thôi đó. Mình cũng thấy có lý chứ phải không. Vậy là để ngày xưa để được số 1 khó lắm, để được chọn là số 1 phải giọng powerful, giọng phải mạnh mẽ và hát như thế nào mới được ghi nhận là một ca sĩ có thực lực đó. Còn bây giờ nó hát như hết hơi anh ạ, mà nó vẫn số 1 là thế nào nhỉ? Nó hỏi anh ấy không biết trả lời sao. Nó nói em ơi, cả thế giới thay đổi rồi chứ không phải mình nước Việt Nam mình đâu. Thay vì mình ngồi mình phàn nàn là mình lao vào luôn để tại sao. Chứ còn gì nữa. Đây nhé, một cái con đường đi có rất nhiều xe. Chúng ta là những chiếc xe ở trên con đường đó, đúng không? Mình cứ chạy đi. Mình đứng lại một cái đi là các xe khác nó lao ngang liền. Đó, chạy chậm xíu cũng được nữa nhưng mà có dấu hiệu đi. Đó. Không có bị đứng lại chết máy dọc đường. Dạ. Đó, còn đây là chết máy kệ nó đi, anh cứ đi tiếp thôi. Đó, chạy chết máy xuống đẩy đi.